cái đường này không có cấm xe ô tô đi dởm. Muốn nói chuyện với tôi á nha, lấy luật cho mà cãi, đừng có cãi ngang như vậy. 1 triệu này á dư sức sửa xe rồi, còn dư á coi như tôi bo cho cô đó. Cầm lấy đi, tôi không có thời gian. Tiền sửa xe đạp của tôi là 425 ngàn, còn 4.575.000 anh cầm lấy đi. Đại gia cầm lấy đi, mai mốt đừng có dung tiền nữa. Làm ơn á, sau này muốn dung tiền thì kiếm chỗ khác mà dung, đừng có nghĩ ai cũng coi tiền là trên hết như mình. Tôi tưởng á, anh là người thích làm theo luật, mà đò này thì chạy theo luật. Giờ nghỉ trưa là từ 12:30 đến 1:30, bà con ở đây ai cũng biết, nên đâu có ai đi đâu. Đò chỉ chạy á khi những trường hợp khẩn cấp hay là cấp cứu thôi. Mà tôi thấy anh còn khỏe, là còn thích dung tiền như vậy, nên chắc không sao ha. Anh thiệt là người thích thi ân cầu báo đáp, nhưng mà tôi là người thích công tư phân minh. Tôi làm theo luật thôi. Nếu bây giờ mà anh không có thời gian chờ đợi á, anh cứ thoải mái mà bơi qua sông. Anh không được nói chuyện với mẹ của anh như vậy. Dì Út là mẹ của anh, anh mới là kẻ xấu xa đê tiện hại chúng tôi đó. Nếu không phải dì Út nói giùm anh một tiếng á, tôi đã gọi công an lên đây gông cổ anh rồi. Anh đúng là đồ ích kỷ mà, lúc nào cũng cho bản thân mình đúng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng kẻ xấu xa đê tiện bị ổi trước mặt tôi lại là anh. Tại sao mình có thể nhầm lẫn ngu ngốc tới như vậy chứ? Anh Bảo, sao anh uống nhiều dữ vậy anh Bảo? Em sợ anh có chuyện gì cho nên em mới qua đây nè. Có chuyện gì nói em nghe đi, biết đâu em giúp được anh. 20 năm nay lúc nào tôi cũng nhớ cổ hết, nhưng lúc tôi buồn nhất tôi đều nhớ tới cổ. Bởi vì cổ là người tốt với tôi nhất. Tôi định là tới một lúc nào đó mình có điều gì xã hội rồi, mình sẽ về Bến Sậy, sẽ đi tìm cổ. Tôi mạnh dạn nói là yêu cổ và muốn cưới cổ giống như ngày xưa đã hứa. Nhưng bây giờ thì không thể. Bây giờ cô rất căm ghét tôi, coi tôi là kẻ xấu xa, tồi tệ nhất. Anh nói cổ, cổ là ai vậy anh? Là Cà Na. Cà Na? Em có gặp lại Cà Na, nhưng mà bây giờ mọi người không gọi là Cà Na nữa, đều gọi là Quyên. Ủa, không lẽ anh yêu Quyên hả? Tất cả bây giờ không thể cứu vãn được nữa rồi. Là do tôi, tôi quá ngu ngốc mà. Anh à, anh đừng uống nữa anh. Kệ tôi đi. Anh đừng có uống nữa mà. Kệ tôi đi. Mình và cổ đã không thể cứu vãn thì hãy nên quên đi. Đây là giai đoạn quan trọng, mình phải cưới được nhau. Mình đã cố gắng, đã nhịn nhục 20 năm chỉ chờ ngày trả hận này thôi. Mình không thể phạm sai lầm được.
Mùa Sệ Trổ Bông, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.